Hello mọi người, mình là kỹ sư hãm. Và hôm nay mình và những anh em đang trên đường đi trang bị cho mình những bộ giáp thiệt là an toàn. Vì sao bạn biết không? Những người mà giống như anh em chúng ta đó, những cái người có niềm đam mê là chạy trên xe hai bánh, thì điều tối quan trọng nhất đó chính là sự an toàn của bản thân. Và hôm nay mình sẽ tập trung vào cái vấn đề đó, đó chính là chọn giáp như thế nào để mà có thể mà nó vừa vặn, nó phù hợp và an toàn, hoặc là những cái cách đo, những cái thông số đo để mình có thể đặt mua áo ở nước ngoài, hoặc là những cái size mà mình không cần phải thử mà mình có thể mua về đúng size của mình được. Thì đấy, thì trên chuyến xe hôm nay có sự hiện diện của bé Thi Thi, rất là dễ thương và xinh xắn, ngồi kế bên tôi đây. Xin chào mọi người, mình là Thi Thi, rất vui được làm quen với mọi người. Đấy, đây là bé Thi Thi, các bạn thấy không? Cô bé rất là dễ thương và cô bé cũng đang trên đường như mình muốn sắm một bộ giáp. Phía sau lưng mình đây đó chính là bé Su, cái bé mà mấy ngày nay đang khuấy động trên YouTube về cái trình độ lái xe, kỹ năng bo cua cả gói khi chỉ mới có 6 tuổi mà thôi. Và phía đằng sau mình nữa đó chính là anh Hải Phi Công. Hải Phi Công thì trẻ tuổi, nhưng mà có một cái là cái sở thích của anh thì nó không có được trẻ cho lắm. Anh thích lái máy bay, mà các loại máy bay cổ, mấy loại máy bay mà nó khó sử dụng hay nó quá niên hạn á. Nhưng mà không sao, miễn là anh cũng thích lái máy bay là được rồi. Mình thì không thích lái. Ok, bây giờ mình đang trên con đường mình đi tới cái nơi mà mình sẽ mua sắm quần áo cho anh em. Thì một lát nữa đây mình sẽ chi tiết vào cái vấn đề đó nhé. Còn hiện giờ thì mình phải lái xe an toàn thôi. Ôi, bữa nay đi mua đồ, mua đồ, mua đồ. Ôi, hello, hello. À, hồi nãy anh có gọi trước á, anh gọi để anh qua anh mua đồ giáp cho mấy anh em đi cô đó. Thì bây giờ anh em sẽ vô thử đồ nhé. Đây là ông bán cái gì? Ê, mọi người vô, 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 vô. Trời ơi, yêu. Wow. Wow. Có vẻ như tôi đang lạc vào cái thế giới thần tiên á. Nói chung là khi mà bước vô đây rồi tôi không có muốn bước ra nữa, và tôi cảm thấy là những cái ngành nghề mà tôi nên đi ăn cướp thì tốt hơn á. Bữa nay sẽ sắm giáp cho các anh em, và dĩ nhiên là bữa nay mình sẽ chọn giáp cho bé Su. Và ngoài bé Su ra mình sẽ chọn giáp thêm cho cả bé Thi Thi dễ thương như thế này ở đây nữa. Hy vọng là chúng tôi có thể tìm ra được một cái size giáp hợp lý. Thì trước khi đi á, mình cũng đã in thử một cái bản mẫu size giáp để mà cho nó chuẩn. Đấy, con đừng có quậy nè. Rồi Su, con thích giáp nào chỉ cho đi. Rồi vô. Anh thấy hình như là trong kia nó có cái giáp phù hợp với em á, vô thử không? Dạ, đây. Ok. Mấy anh này ăn chay được rồi, cho nó tự xử đi. Còn phụ nữ mình phải ưu tiên lady first, đi kiếm đồ cho nữ. Rồi. Ok, sau nãy giờ sau một cái thời gian rất là dài cho các chị em phụ nữ nhìn ngắm mọi cái trang phục ở đây, thì đầu tiên là mình đã lựa ra được một cái áo suit cho hai bạn nữ này. Nói chung là hai bạn nữ này cái suit, cái body nó rất là chuẩn, 1m65 và chiều cân nặng là 52kg, rất là đẹp, body rất là đẹp. Rồi mình đã tìm ra được cái áo dành cho các bạn nữ ấy. Thì dĩ nhiên là vì sao mình phải tìm được cái áo này, thì ngay từ đầu trước khi ở nhà mình đi á, như mình đã nói, mình đã có nghiên cứu về những cái trang thiết bị mà giáp. Thì ở nước ngoài á, thì mỗi hãng nó sẽ có một cái size mà gọi là cái size chart á, có nghĩa là để mà mình đo các những cái thông số khi mà mình mua giáp. Thì có thể là có khi là mình cũng không cần nhất thiết phải đi thử, mà mình chỉ cần đo cái thông số theo như hãng, rồi mình dựa vào cái thông số đó mình ướm vào size, thì coi như là chúng ta sẽ có mua được cái áo chuẩn. Nhưng mà dĩ nhiên bữa nay chúng ta có cái cửa hàng ngay tại
ở thành phố Hồ Chí Minh này thì vì sao mà chúng ta không tới chúng ta thử mà để mua tại chỗ thì nó vẫn sẽ hay hơn. Dĩ nhiên sẽ có một số bạn là có những cái size mà mình không mua được tại Việt Nam thì phải order nước ngoài, thì cái này sẽ là những cái bí kíp để các bạn mua được giáp đúng mà không cần phải thử. Đấy. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu, mình sẽ đây là cái size áo cho bạn nữ, thì bạn nữ sẽ thử mặc vào và sau khi các bạn nữ mặc xong thì mình sẽ đo trực tiếp chi tiết cách như thế nào để đo từng cái thông số nhé. Đó. Này ha, chúng ta sẽ thử xem thử coi sau khi mà chúng ta mặc vô xong á thì cái áo nó sẽ có hiệu ứng như thế nào nhé. Có vẻ như là mình làm việc với mấy bạn nữ nhiều rồi nhưng mình vẫn hay bị run tay lắm, có thể là mình hay bị sắc đẹp nó chi phối, hiểu không? Có nghĩa là người mà đẹp đẹp là mình dễ bị chi phối lắm. Nhưng mà không sao, mình thì rất là yêu đàn ông. Rồi, ok. Đây là bạn nữ đã vừa mặc một cái áo mà mình đã lựa size cho bạn nữ. Thì áo giáp á, thì thường là mình sẽ chọn theo cách là có nhiều cách chọn. Một có nghĩa là perfect fit, có nghĩa là phải fit thiệt người, nghĩa là nhìn thấy eo, body, các thứ. Còn một loại nữa là mình mua để mình có thể thoải mái hơn. Thì thường á, thì những người mà mua cho nó fit body thường là đa phần là nữ mặc vô để chi dáng cho nó đẹp. Hoặc là những người thích chạy với tốc độ cao, không muốn cho cái áo nó lật phật hay gì đó, mà ta muốn fit để cho cái hoạt động cho nó chắc và nó dễ sử dụng. Còn một số người nếu cái nhu cầu chạy xe của mình không quá cao thì ok, mình mua rộng hơn một size để cho mặt nó thoải mái, nó nhẹ nhàng cũng ok, không sao hết, để mình dễ di chuyển thành phố cho nó mát. Đấy, thì đây là một cái áo mà mình thấy nó là perfect fit á, có nghĩa là nhìn là hiện lên đường nét eo, đấy, giáp rất là đẹp. Đó. Đây là một cô bé thì với chiều cao 1m65 và nặng 52kg. Thì chúng ta thử xem cái giáp với cân nặng của cô bé này qua với lại bé Tư. Đấy, một cô bé cute. Thì với chiều cao cũng 1m65 nhưng với cân nặng nhẹ hơn khoảng 48kg. Thì thử xem coi nó sẽ là perfect fit hay nó sẽ là thoải mái với bé Tư nhé. Ok. Ok, mời em cảm ơn này. Rồi. Ok. Trời ơi. Không sao, trước này không cần lấy tiếp. Rồi, ok, bắt đầu. Bây giờ bắt đầu sẽ là cô bé Tư dễ thương của mình nhé. Ok. Đây, xin mời bé Tư hãy mình hãy xích về phía bên đây ha. Đây, thì mình sẽ trợ giúp cho bé Tư cái khoảng mặc áo. Đấy, thì bình thường nói chung là mấy bạn nữ thì mình mới bắt đầu tiếp xúc với những cái áo như thế này thì có thể là nó sẽ hơi khó cho việc sử dụng mình mang, nhưng mà thôi mình sẽ mang giúp. Nói chung là đàn ông sinh ra để phục vụ phụ nữ mà. Giống như nhiều bạn hay nói á, mình mà dám cởi áo của người phụ nữ ra thì tốt nhất là phải biết cách mặc vào. Thì nói chung là mình mặc thì tốt đó nhưng mình cởi dở lắm. Đấy. Ok. Đấy. Cái này cái gì vậy? Theo như mình cảm nhận á, thì với bé Tư với một cái số đo cân nặng thấp hơn một tí xíu thì có vẻ như là nó sẽ hơi rộng hơn một tí xíu. Nói chung là đây có thể là một cái áo sẽ phù hợp với bé Tư nếu mà như là bé Tư muốn cho nó có một sự thoải mái, nhẹ nhàng. Đấy, nó cũng không quá rộng thùng thình. Đấy, dĩ nhiên thì con gái thì cái tay con gái nó sẽ phải hơi nhỏ hơn tay con trai nên những chỗ này nó sẽ hơi rộng. Nhưng mà nếu mà bó sát quá thì lúc mà cử động cái gì nó sẽ hơi là khó chịu. Đấy, đấy là về phần áo. Thì vừa rồi là hai bạn mẫu nữ mặc đồ. Đấy, thì bây giờ bắt đầu mình sẽ tới tiến hành cái đo thông số. Thì thường á, các bạn khi mà các bạn ở nhà, các bạn muốn mà biết được cái size mình mặc như thế nào thì điều đầu tiên nó phải là lên internet, chọn cái hãng mình muốn mua đồ. Thì vô cái hãng đó bạn sẽ bấm là size chart. Đấy. Khi mà có cái bảng đó rồi thì nó sẽ hiện là rất nhiều thông số và thậm chí nó sẽ có cái hình mà nó hiện lên trên đây. Và ở mỗi cái hình nó sẽ có một cái thông số A, B, C, D, E, F, G, H. Thì tương ứng là một chữ A nó sẽ hiện với là chữ chest,
Đấy, thì mình nhìn trên cái hình đây thì chữ A, chữ chest có nghĩa là cái vòng ngực. Đấy, thì với một cái vòng ngực thì mình sẽ đo bằng cái thước dây, giống như đo bạn đi may đồ chẳng hạn. Đấy, rồi em đưa hai tay lên, đúng rồi, chính xác. Đấy, nói chung là việc đo hơi nhạy cảm nhưng mà không sao, mình yêu đàn ông. Đấy, chẳng hạn như với bạn nữ này, đấy, với vòng ngực là có số đo, ấy chà, sao đọc số 9 mấy rồi ta? À, hình như tôi để ngược số hay sao? À, vòng ngực tới 92 là chà, ngực 92. Trong khi tôi thì chỉ mới có 8 mấy thôi, khủng khiếp thiệt. Đấy, bây giờ bắt đầu tới đó là xong một cái gọi là cái chữ A, đó là chest, để mình đo cái vòng ngực áo. Và cái kế tiếp mình sẽ đo tới là cái chữ B, có nghĩa là cái vòng dưới ngực. Nữ nó sẽ nhiều hơn nam ở cái khúc này, có nghĩa là ngoài ngực ra nó sẽ còn phải có cái vòng dưới ngực. Đấy, đấy, cái vòng dưới ngực đấy, nó là như thế này. Đấy, với cái vòng dưới ngực này thì bạn nữ có số đo là 70. Đấy, thì mình sẽ sau những cái đó mình sẽ ghi lại, có nghĩa là A của mình hồi nãy là 92, B 70. Đấy, và bắt đầu tới là cái chữ C là vòng eo. C là vòng eo thì nó sẽ có cái tự tiếng Anh tương ứng, mà dĩ nhiên là mình đã cho nó hiện lên trên cái màn hình để mấy bạn coi rồi đó. Thì vòng eo của cô bé này nó là 72. Đấy, ghi lại con số đó nhé, có nghĩa là hồi nãy trên đây cũng 72 luôn, 72, vậy là 92, 72, 72. Và cuối cùng để mà đo được cái cho cái áo đó thì sẽ bắt đầu tới phần suy, đó chính là cái phần chiều dài cánh tay, là từ trên đỉnh vai xuống dưới ngay cái xương khớp tay đây. Đấy, này mình sẽ đo ngay đỉnh của vai, giống như mặc áo thì đỉnh vai nó nằm đây. Đấy, thẳng tay xuống thì tới ngay cái chỗ mắt cá tay đây, thì đây cô bé này có cái số đo là 55. Đấy, thì sau đó nếu mình muốn mua áo, ok, mình sẽ coi cái bảng size của mình. Chẳng hạn như ở đây mình sẽ coi cái thông số đó theo cái size. Chẳng hạn với size của nữ thì cái người mà có cái vòng ngực khoảng từ size 90, 86 tới 90 thì nó sẽ là size M. Đấy, bắt đầu. Còn với những người mà có vòng ngực lớn hơn, ngực khủng hơn, bắt đầu từ 90 tới 94 á thì nó sẽ vô là size L. Nhưng mà vì có một số người, có nghĩa là cái tạng người nó không có to nhưng mà ngực thì nó hơi khủng á, thì tốt nhất là đừng có nên mặc đồ quá rộng, nó sẽ bị thùng thình. Nên mình quyết định là sẽ chọn cho cô bé này là cái size áo size M, có nghĩa là vòng ngực từ 86 tới khoảng 90, có nghĩa là cho dù ngực bạn hơi 92 tí xíu thì nó chỉ hơi lớn tí xíu, nó không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Rồi bắt đầu tới cái dòng dưới ngực của size này, nó sẽ là khoảng 90. Đấy, thì nó cũng sẽ tương ứng với lại cái mà cái mình đang đo. Đấy, có nghĩa là chỉ những cái thông số đó thì các bạn cứ chú ý những cái từ tiếng Anh. Thì thật ra một lát nữa đây mình sẽ cho nó hiện lên trên màn hình là những cái từ tiếng Anh đó nghĩa là cái gì và sẽ cách đo là thế nào. Đấy, mình sẽ đưa cái hình ảnh cụ thể đó lên. Thì với quần, và đặc biệt là bắt đầu mà quần á thì nó sẽ tính khác nhau giữa nam và nữ, đó là cái gì? Chân của nữ nó sẽ dài hơn chân của nam. Và cái thông số mà để đo cái quần á thì đầu tiên thứ nhất đó là dòng mông. Đấy, nói chung là mấy chuyện này dễ lắm, các bạn chỉ việc xài một cái thước dây. Rồi, các bạn đấy, chết mẹ run tay quá. Nói chung là với bắt đầu nhớ những vị trí nhạy cảm thì một người đàn ông mà có mang dòng máu nam lẫn nữ như mình thì nó hơi run tay. Đấy, vòng mông 93. Tiếp, sau đó vòng mông nó sẽ tới là cái vòng đùi. Vòng đùi hơi khó đâu, và tôi không muốn đâu, tôi không muốn đâu. À, đấy, vòng đùi nó sẽ đo như thế này. Đấy, vòng đùi nó là 54. Và cuối cùng một cái thông số cho cái quần nữa, đó chính là điểm đáy. Điểm đáy thì nó thiệt là nó hơi thô, nghĩa là ngay dưới cái háng của bạn là ngay khoảng trên từ lỗ đít đó, nó xuống dưới ngay cái lòng bàn chân, là mặt dưới đất á, thì nó hơi thô nhưng mà không sao. Mình người đàng hoàng thấy. Đấy, bắt đầu nè, đừng có chú ý vào cô gái, hãy chú ý vào tôi thôi, tại vì tôi cũng được. Đấy, đấy, cô bé này có chân là 80. Thì vừa rồi mình đã có thông số, nếu tôi nhớ không lầm là dòng mông 92. Dạ, dòng đùi 54 và cái chân là 80.
92, 54 và 80 rồi. Vậy dạ, cô bé này sẽ sử dụng là size, nếu mà quần mà cho nó body nó đẹp, nó nổi cái đít lên á, thì theo tôi thấy là cái quần cô bé này sẽ xài size S. Dạ, có nghĩa là áo có thể mặc size M, nhưng mà quần mình xuống một size S cho nó nổi cái mông lên. Tại vì giờ con cá cô đen bây giờ là đít theo view. Đấy, đít là ngực là hở ra, đít là dãnh lên. Đấy, vậy nó mới đẹp. Đấy, thì nói chung là sau khi mà tôi đo thì theo như tôi thấy nếu mà mặc thoải mái cho cô gái này thì áo sẽ phải là size M và quần sẽ phải là size S. Còn dĩ nhiên mỗi người có mỗi cơ địa khác nhau thì mọi thứ nó sẽ khác. Có thể là qua cô bé này với cái trọng lượng nhẹ hơn thì có thể là áo sẽ là size S và quần cũng sẽ là size S thì nó sẽ là perfect hơn. Không khác. Đấy. À, hôm nay chúng ta đã có một cái sự diễn kiến của hai bạn nữ cực kỳ dễ thương, và dĩ nhiên là không thể thiếu cái sự góp mặt đẹp trai của mình, kỹ sư Hẻm. Không còn gì để nói. Đấy, rất cảm ơn mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ có thêm nhiều kiến thức về cách đo quần áo. Dạ. Chào mọi người. Thân nợ phải không? Cái giỏ phải vô qua nè, ở bên nè. À, cái giỏ phi vô của anh, bởi vì nãy anh đang nói cái giỏ của anh. Rồi, có ai quên móc hồn, có cái xanh 10 nè. Ai mà không quên ái quên móc hồn. Trên đầu. Đầu. Ủa, trên đầu nữa hả? Ừ, mua trên đầu nữa mà. Mua trên đầu có đồ lót không? Ăn vậy nè. Đồ lót trên đầu không? Đó, có xài không? Trên đầu thì sẽ trúng mà. Em lấy anh cái trên đầu lắc, tới cổ á, mà sang mở. Chắc được. Hả luôn rồi. Hả luôn rồi, rồi xong gì vậy? Xong. Còn cái quần xì á, mày đặt mày đỡ cái quần xì không tính. Cái gì mà còn mà tôi đi xuất để kiểm tra lại. Ok. Thì có khi nào tim anh á những gì quá thì anh nhắn dội ngay nhắn riêng cho em. Ok. Mày hãy kho qua nha. Ok, con không mày, mang cái gì ra. Ngon quá thôi. Ờ, cô bác.